Chào bà con, chào các bạn. Mời bà con và các bạn cùng tôi lại tiếp tục đi xem những cây sưa để thu mua. Hôm nay đến xem cây sưa đã chết rồi. Cây sưa này đã chết rồi, gia đình đang gọi anh em chúng tôi đến để bán, để chúng tôi thu mua cây sưa này. Đây, cây này. Cây này đã bị nấm gốc đấy, nấm gốc rồi. Nấm gốc đã chết rồi. Bệnh nấm. Nấm. Khô. Xưa là rất hay bị lấm. Bây giờ các bạn xem anh, các anh em thợ khoan kiểm tra. Khoan kiểm tra lõi. Có người khoan rồi. Đúng không? Có lỗ khoan rồi. Lặn. Lặn đây này, gió này. Cho sâu trong này. Nó hơi nhạt nhạt. Đúng rồi, màu kém này. Cái mặt này là cái mặt này là nạo đấy, là đang khô rồi hết này. Cái này bị lấm. Mũi to quá. Xem hai cây kìa. Sầu này nó ở đâu ra? Cây này nhìn cái lúc chưa từ lâm trước. Cây này nhìn bảo già ra rồi mà khô lõi nhỉ. Cũng già. Cây này anh bảo anh trồng bao nhiêu nhỉ? 207. 207. Cùng với lứa nhà Phục. Hay là vậy, 10 năm, 16 năm đấy. 15 năm. Ừ. Vì đấy khả năng lõi bé. Rồi. Ui. Đấy. Đây. Rồi. Đó. Rồi. Sáu nào đây, giá sâu này. Bé nói lắm. Ừ, đấy. Tám. Cái đấy chú lo đấy. Ừ. Cái lỗ dưới này. Phải sớm rồi đấy. Ừ. Cái này nhiều phần mẹ mà. Nhiều phần rác rồi. Đây cái đất này, năm ngoái chết bố hai cây. Hai cây cao ở dưới cây chết. Ừ. Hai cây mới rồng, mới rồng năm 2013. Nó có bệnh đấy. Đấy, cái đấy à, đấy có lỗ sâu à? Không phải đâu. Khoan kiểm tra. Chú tưới lấm à? Chú lấm à? Không tưới lấm chết. Bệnh à? À, bệnh nấm á. Vâng. Biết thuốc gì mà chú? Chú ra hỏi mua thuốc lấm. À, ôi thế này có gì đâu, xem. Bao nhiêu tốn pin. Đấy, nói nhưng mà nghe vẳng. Okay. Đấy. Chứ đừng có ăn. Đấy, chơi rồi, đây. Ủa, đây, cái này thì hết mẹ đâu. Mấy phần? Ủa, cái này 10 phần mẹ rồi, 9 phần rồi có gì đâu.
Nói chung là nó chưa được đạt lắm. Ui. Nấm nó ăn vỏ tưới về gốc được á. Chú vâng. Bây giờ chú phải tưới hết đi. Ừ. Thì may những cây này cứu được. Cái này khả năng lại nứt vỏ kiểu này. Không, nứt không phải đâu. Không, nứt thì nó vẫn nứt bình thường. Nhưng mà nó lấm, lấm nó ăn kiểu nó đây nó trắng như chưa. Vâng. Nó trắng như này là chết hết. Đấy, lên nó xong nó chuyển sang cái dạng đen này là chết rồi. Ừ. Cái này chú muốn cứu nó, chú chỉ có không làm chết nữa. Cây này chắc cũng bình thường, cây này chắc cũng chân thù. Ui da, không có rồi, thôi. Đấy, giờ 20 phần, phần 10 phút. Ừ, không ăn thua. Không đạt, vườn này xương cây không đạt lắm. Có 5 cây này ở cùng lứa thôi. Những cây kia non mỗi lồng năm nay là 13. Nó có cái nó đạt được cái nõi 10 trở lên thì nó còn đạt được cái có tiền, những cái thấp này thì này, rẻ lắm. Ra 27 phần 6. Cái này có được 10 phân nõi không? 8 phân nõi. 20/7. 8 phân thì sao màu lại xấu thế nhỉ? Đây vừa còn đấy. Đấy là màu rồi. Xấu lắm, nó lại không phải là dẻo chết ấy. Mà chết nó bệnh, nó không được đỏ. Đấy. Bông hình vàng vàng, nó lít về số đỏ. Kiểu chết nó mất màu. Kiểu nó ăn chưa nó chết bệnh này thế. Chưa chết nhưng mà nó kiểu như nào nó cái chất đất bệnh, chất đất như này củ cái củ nó như này là bị củ nó phùng như này đấy. Ừ. Đấy củ nó có vấn đề củ này đấy. Đấy. Có nõi rồi đấy, nhưng mà nõi nó không được hái. Đấy, nõi đấy. Mãi trong mới tới chứ. Ừ. Mấy phân. Mũi 20 rồi. 19. Ai trời ơi. Bà con và các bạn xem video, hãy đăng ký kênh, chia sẻ để xem các video tiếp theo. Xin chào bà con, chào các bạn.